Sau một hồi cắt miệt mài, rách được cái bọc xích vải dù một đường chút xíu này thôi ạ. Đến cái vỏ bọc dây xích nó cũng chắc ghê gớm. Đuối thật, sợi xích này chỉ dày có 10mm thôi đấy. Onga còn có cả sợi xích dày 14mm. Chấp hết mọi thể loại kềm cộng lực, kềm thủy lực. Đến đây thì em xin đầu hàng ạ. Chưa cam tâm, em đã lột vỏ bọc của dây xích, chỉ còn sợi xích bên trong. Các anh em có thể thấy sợi xích dày 10mm bằng thép cứng mạ tatân vàng chóe. Chỉ nhìn thôi đã thấy nét đẹp cứng cỏi của nó. Em dự đoán là dù lột vỏ ra rồi thì kết quả cũng y như cũ mà thôi. Đây là chốt khóa bằng thép cứng, dày cui. Còn đây là mũ khóa, bên ngoài bọc nhựa cứng với hai màu vàng đen, trông rất nguy hiểm. Bên dưới lớp vỏ nhựa là lớp thép cứng, lát nữa em sẽ cho anh em xem nó cứng như nào. Khóa này có cơ chế không thể rút chìa khi chưa khóa nên anh em không cần lo chuyện lỡ khóa nhưng chìa thì không biết ở đâu. Sợi xích này dài 185cm nên đủ khóa xe em vài vòng, hoặc khóa nó vào một cái cột cố định nào đó, hoặc anh em có thể khóa hai xe cùng lúc, rất tiết kiệm và hiệu quả. Ngoại trừ vì làm bằng thép cứng mạ tatân nên nó nặng úi rồi ôi luôn anh em thì thao tác khóa rất đơn giản và nhẹ nhàng. Đút vào là cạch, xong. Năm chìa đi kèm nhà anh em. Nhà có 4 người, mỗi người một chìa, thêm một chìa sơ qua. Onga cũng là hãng duy nhất cho anh em đến 5 chìa khóa. Các hãng khác chỉ cho anh em từ 2 đến 3 chìa thôi. Sau khi khóa thì dây xích có đường kính tầm 90cm. Rất rộng rãi nên anh em có thể ứng dụng khóa theo nhiều cách như là khóa một xe nhiều vòng hoặc khóa hai xe cùng lúc. Giờ em sẽ thử mở khóa bằng một chìa khác trong năm chìa mà hãng Onga cho. Anh em lưu ý, cái chìa to nhất là chìa có đèn pin, dùng để trợ sáng giúp anh em có thể dễ dàng tìm lỗ trà chìa khóa trong điều kiện thiếu ánh sáng. Nó dùng pin đồng hồ nha anh em. Tiếp theo, em sẽ dùng bộ khóa dây xích Onga 8021 này để khóa bánh chiếc xe gia truyền nhà em. Xong, anh em có thể thấy rất đơn giản phải không? Chỉ cần 2 giây chiếc xe gia truyền nhà em đã chuyển sang trạng thái được bảo vệ chống trộm. Nói thật, nếu em là trộm xe, nhìn thấy cái khóa dây xích này thì em bỏ đi luôn, trộm xe khác cho nhanh. Giờ thì dây xích đã lộ thiên, em sẽ dùng kềm cộng lực. Một lần nữa cố gắng cắt dây xích trong điều kiện hoàn hảo cho mọi tên trộm. Kềm thì mới, xịn, chiếc xe thì không có ai canh giữ, chỉ có mỗi sợi dây xích đã bị lột vỏ. Thời tiết thì gió nhẹ, không nắng, rất mát mẻ, thích hợp đi ăn trộm.